Mới đây, một số cư dân mạng đã chụp được ảnh Lê Minh cùng vợ và con gái xuất hiện tại biệt thự riêng. Theo truyền thông tiết lộ, Thiên Vương Hồng Kông cùng bà xã hiện sống trong một biệt thự ở SCT, Andrews Palace, xe ăn xuôi với diện tích hơn 600 mét vuông. Biệt thự gồm 3 tầng, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh để đảm bảo tính riêng tư cho gia đình có thông tin cho hay Lê Minh đã bỏ ra 48 triệu đô Hong Kong, hơn 142 tỷ đồng để mua biệt thự này vào năm 2007 và hiện nó đã lên giá rất nhiều. Giá thị trường hiện tại đã vượt quá 70 triệu đô Hong Kong, hơn 200 tỷ đồng. Để thuận tiện cho việc đi lại, nam ca sĩ đã mua một chiếc xe chuyên dụng và thuê bảo mẫu riêng chăm sóc cho con gái. Lên chức cha ở tuổi 52, Lê Minh giảm bớt công việc, dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc con gái. Lê Minh và con gái. Lê Minh sinh năm 1966, cùng với Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành là bốn ca sĩ nổi tiếng nhất trong những năm 1990. Khi đó, giới truyền thông gọi họ là tứ đại thiên vương của làng nhạc Cantopop. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với Lạc Cơ Nhi và ly hôn vào năm 2012. Nam ca sĩ và trợ lý A Uyên. Năm 2017 anh và trợ lý lâu năm A Uyên công khai tình cảm, đồng thời chuyển về sống chung một nhà. Chia sẻ về người tình kém 19 tuổi, Thiên Vương Hồng Công nói, hai người từng đổ vỡ tìm thấy nhau, đi được với nhau đến giờ đó là duyên phận. A Uyên sinh con đầu lòng với Lê Minh hồi tháng 4 năm 2018. Nam ca sĩ cũng hứa rằng, sau khi bà xã sinh con sẽ ra nước ngoài tổ chức đám cưới, tuy nhiên do dịch bệnh nên chưa thể thực hiện. Vân Chi Theo Việt Nam Net